Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn kim trường này ha. Rồi hôm nay là ngày 3 tháng 12, là một cái ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần thì thị trường vẫn chưa có nhiều diễn biến tích cực. Tí nữa chúng ta sẽ đi theo coi là thị trường có gì tích cực trong chiều hôm nay không ha. Ok, mọi người cho Tùng xin những cái lượt like cũng như là chia sẻ buổi live stream ngày hôm nay lên các trang Facebook, Zalo mọi người nhé. Rồi, với lại anh em tương tác giúp mình là âm thanh hình ảnh đã ok chưa nha. Mời mọi người 1 phút nghe nhạc để trong thời gian chờ Tùng share buổi livestream này lên một số đội nhóm ha. Anh em vừa nghe nhạc vừa tương tác giúp mình là âm thanh hình ảnh ok chưa mọi người nhé. Rồi hello, chào anh Minh Cao, chào bạn Julie, chào chị PT Kutikan, giải trí tổng hợp Nguyễn Quang Hiển, chào bạn Dư là tên Trung Kiên nhé. Không, anh Tùng nãy giờ vào nghe anh đánh giá thị trường chung phiên sáng nay một tí. Ok. Rồi mọi người like nhé, like và share. Nếu mà ok thì mọi người nhớ share ủng hộ cho anh em.
ủng hộ cho mình. Hôm nay thì Xuân Thịnh là vẫn chưa thoát khỏi Covid, cho nên vẫn là mình hỗ trợ chị em một mình ha. Nói chung là mọi người đi ra đường cũng phải cẩn thận nha, cứ giữ gìn ha. Mặc dù thì chích ngừa 2 mũi rồi thì cũng yên tâm, nhưng mà dính vô thì nó cũng mệt mỏi á, khá là mệt mỏi. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ vào chương trình ngày hôm nay luôn mọi người nhé. Ok, để tắt nhạc cái ha, tắt nhạc. Rồi. Sáng hôm nay thì chúng ta đóng cửa là vẫn tiếp tục giảm điểm ha, tạo nên một cái 0,8, giảm 1,97 điểm, mức giảm 0,13%. Thanh khoản cũng rất là bèo, thanh khoản trong sáng nay chỉ có 15.115 tỷ thôi. Độ rộng thị trường thì có 105 mã tăng thôi, trong đó có 9 mã tăng trần, 352 mã giảm, trong đó thì 4 mã giảm sàn. Ngoài ra thì có thêm 36 mã tham chiếu. VN30 thì hôm nay đang là động lực để đỡ cho thị trường không bị rơi quá sâu. VN30 tăng 2,23 điểm, mức tăng là 0,14%. Sàn Hà Nội Index thì hôm nay là giảm 3,27 điểm, mức giảm 0,71%. Upcom thì giảm 0,94 điểm, mức giảm là 0,82%. Thì tổng giao dịch của ba sàn là 19.346 tỷ, thấp hơn cả phiên ngày hôm qua ha. Hôm qua đâu đó buổi trưa là khoảng 20.000, hôm nay thì ít hơn. Các cổ phiếu đóng góp vào index này thì ngày hôm nay thì vẫn là VIX. VIX là vẫn là trụ ha. VIX hôm nay tăng điểm rất là tốt. Ngoài ra thì có Vietcombank, hôm qua cũng là VIX và Vietcombank, hôm nay cũng là VIX và Vietcombank, đỡ cho thị trường. Ngoài ra có sự đóng góp của Vinhome, Maxan, rồi Dược Khẩu Giang, CTG, HD Bank, MBB, HDC, Đức, rồi Hòa Phát, ITA, Đất Xanh, VGC và VIB. Có thêm ngân hàng là VIB và MBB, CTG đóng góp vào cái chiều tăng của thị trường. Đấy. Đối với cái chiều giảm thì chúng ta thấy là ghét này. Novaland thì hôm qua kéo thị trường thì hôm nay có sự điều chỉnh ha. Ngoài ra thì BID, rồi SHB, OCB vẫn là những cái ngân hàng kéo đà giảm của thị trường. Chứng khoán thì có SSI này, rồi chứng khoán VIT này, thì kéo thị trường đi xuống. Ngoài ra thì Sabeco, Vietjet, rồi GVR, HCM cũng là chứng khoán ha. BVH này, rồi TCH và VCG là những cái mã kéo thị trường đi xuống. Thì hôm nay rõ ràng là dòng ngân hàng có một nửa thì kéo thị trường lên, một nửa kéo thị trường xuống. Thì tính chung là những cái mã trọng số lớn của ngân hàng thì kéo lên, cho nên dòng ngân hàng vẫn đang tạm thời đóng góp. Mức tăng điểm cho thị trường là 0,65 điểm. Còn bất động sản thì rõ ràng rồi, có sự đóng góp của VIX và Vinhome ha. Thì kéo thị trường lên. Ngoài ra thì có dược phẩm và hàng cá nhân ha, là tăng xanh. Còn đa số các ngành trên thị trường thì bao trùm sắc đỏ, như là chứng khoán, điện tử, hóa chất, sản xuất thực phẩm, nước và khí đốt, du lịch, bia và đồ uống, vận tải, bảo hiểm, ô tô, xây dựng, điện, kim loại, bán lẻ, vân vân. Rất nhiều ngành giảm điểm ngày hôm nay. Thì nước ngoài thì sao? Nước ngoài thì họ sáng nay họ bán ròng ít hơn hôm qua là 184 tỷ. Bán ở các cổ phiếu như là VRE, HD Bank, GES, SHB, Hoa Sen, Food,
BVD, Nam Long, FLC và Novaland. Mua thì lại mua Hòa Phát, Vinhome, CTG, DXS, VND, ITA, HVN, GMDF và Vinamilk ha. Các mã cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm này. Đại diện của chứng khoán là SSI giảm 2,2%, VND thì giảm nhẹ hơn, SHS thì 2,3%. Rồi, đại diện ngân hàng thì Techcombank tham chiếu này, MBB tăng 0,5%, MSB tăng 0,4%, STB thì giảm 0,5%. Thì chúng ta thấy cái trọng số của các cổ phiếu ngân hàng thì hôm nay tăng điểm nhiều hơn là giảm điểm. Dòng thép thì Hòa Phát đang tăng nhẹ nhàng 0,2%. Bất động sản thì có Đức tăng 1,3%. KBC thì tăng 1%. Các mã mà có khối lượng giao dịch lớn nhất trong sáng hôm nay thì SSI ha. Ngoài ra thì có Hoàng Anh Gia Lai thì giảm 3,2%, GET thì giảm 6,8%, HQC thì tăng 2,2%, TNI thì giảm 4,8%, ITA thì tăng 3,1%, VPBank thì tham chiếu, ROT thì giảm 1,3%, VIX thì giảm 4,6%, FLC thì giảm 1%. Rồi, thì đối với thị trường thế giới lúc này ha, thế giới thì hôm qua Dow Jones bật tăng rất là mạnh sau khi mà chạm cái vùng hỗ trợ là 34.000 thì bật tăng ha. Đấy, thì tạm thời các chỉ số của châu Á như là Nikkei này, tăng này, Shanghai cũng tăng tốt này, Kospi cũng tăng tốt này, chỉ có Hang Seng là giảm 0,68% thôi. Châu Âu thì có các chỉ số này giảm nhẹ 0,5, có hai chỉ số tăng và hai chỉ số giảm tương đối ở mức cân bằng ha. Dow Jones thì sau khi hồi phục thì tạm thời là chỉ số Dow Jones tương lai đang tăng nhẹ nhàng thôi, cái này thì chưa đáng kể. Đối với giá dầu thế giới thì sau khi rơi rất sâu về cái vùng giá 62 vào tối hôm qua ha, thì ngay lập tức là bật lên rất là mạnh, rơi xuống và rút chân ngay lập tức. Thì tạm thời là đang giao dịch ở mốc 67,77 đô, tăng 1,27 đô, mức tăng là 1,91% so với phiên hôm qua. Các cái đồng tiền tiền kỹ thuật số thì chúng ta vẫn thấy chưa có gì biến động quá lớn ha. Ngoài cái đồng coin ADA này thì cái đồng này hôm trước một số bạn quan tâm thì Tùng có nói là anh em có thể bắt đáy được cái đồng này quanh cái mốc là 1.5, quanh cái mốc 1.5 thì đến bây giờ nó là tăng lên 1.68. Rồi, chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật ha mọi người. Đây, đây là khung H1 ha. Cái khung này thì hôm qua mình có vẽ cho anh em này một cái mô hình tam giác ha. Đấy, vẽ cho mọi người một cái mô hình dao động trong một cái biên hẹp. Thì sáng hôm nay á đã từng có thời gian là nhúng xuống ngay hỗ trợ 1473. Tuy nhiên thì tạm thời là đã hai lần ha, hai lần nhúng xuống và đều hai cái nến rút chân lên. Thì cho chúng ta một cái kỳ vọng nào đó. Sáng nay thì mình cũng có viết một cái câu ngắn thôi để cho mọi người có thể yên tâm, đó là cái mốc này thì kỳ vọng là sẽ giữ được 1473, sau đó thì rút chân bật lên để có thể là chiều nay hoặc là tuần sau ha, chiều nay hoặc là tuần sau thì có thể là vượt qua khỏi cái mô hình tam giác này, vượt qua khỏi mô hình này để đi lên đó. Nếu mà chiều nay không vượt được thì kỳ vọng là 2 ngày cuối tuần có những cái tin tốt, có thể là tin liên quan đến biến thể mới của trên thế giới thì có những cái tin tốt chẳng hạn, hoặc là có những tin tốt liên quan đến dòng ngân hàng của Việt Nam chẳng hạn, đúng không mọi người? Đó thì chúng ta kỳ vọng ha. Chiều nay thì có thể là sẽ không kịp, nhưng mà nếu chiều nay thì đóng cửa vượt lên trở lại trên cái mốc là 1.485 là đẹp, nếu mà chiều nay đóng cửa trên đó là đẹp, hoặc là 1.488 nữa thì lại càng đẹp.
Đó. Tuy nhiên cái đẹp nhất thì vẫn là vượt qua mô hình này ha, vượt qua mô hình này để đi lên. Thì nếu mà nhìn nhẩm tính như này, chúng ta có thể là thấy đầu tuần sau chỉ cần ngày hôm nay thôi, đóng đến trên 1.485 thì có thể tuần sau chúng ta sẽ bứt tốc được nhé. Đó, cái điều quan trọng nhất thì mọi người lưu ý là ngày hôm nay nó không được mất cái mốc 1.473 là một, nó không được mất là một ha. Cái thứ hai thì đẹp nhất thì chiều nay đóng cửa trên 1.485 đó là đẹp ha. Đó, còn dĩ nhiên chiều nay mà vọt luôn phá vỡ mô hình tam giác này thì tốt, nhưng mà theo cái đường mình vẽ đây thì có thể là nó sẽ xảy ra khoảng đâu đó tầm thứ hai thứ ba cũng được, không sao hết. Rồi nếu mà trường hợp mất 1.473 thì chúng ta sẽ có hỗ trợ ở quanh 1.440 ha, 1.440 một cái nền hỗ trợ như thế, đó là trường hợp xấu. Cho nên nói đến kịch bản tốt thì chúng ta phải đề cập đến kịch bản xấu để mọi người có thể đề phòng. Thì trong trường hợp mà gãy 1.473 này, anh chị em nên hạ tỷ trọng ha, đặc biệt là nên thoát margin ra, và chúng ta nên dành cái phần tiền đó để chúng ta mua lại ở những cái vùng hỗ trợ bên dưới đó 1.440, và sẽ có một cái vùng hỗ trợ nữa đâu đó quanh cái vùng 1.420 cộng trừ 5 này. Đó, quanh cái vùng này. Cái vùng này là cái vùng đỉnh cũ của chúng ta trong giai đoạn tháng 7 ha, cái đỉnh lịch sử tháng 7 á mà chúng ta đã vượt rồi, thì bây giờ nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ tốt nữa. Thì trong trường hợp cạnh 1.473 chúng ta sẽ nên bán hạ tỷ trọng, không cần thiết phải bán hết. Tại vì lý do là sẽ có những cái cổ phiếu được ha, có những cổ phiếu bị chỉnh, có cổ phiếu dựng được thì chúng ta chỉ hạ tỷ trọng thôi. Đó, và chúng ta sẽ canh bắt đầu mua lại ở quanh vùng 1.440 và nhúng sâu xuống dưới 1.420 nữa là một cơ hội rất đẹp để mua mọi người nhé. Rồi, đó đó là cái kịch bản xấu nhất. Còn dĩ nhiên là khi mình đưa ra cái hình này trong sáng hôm nay cho mọi người, cái lúc mà nhúng thị trường nhúng sâu nhất về 1.474 á, thì mình đã đưa cái hình này ra để cho mọi người có thể là trấn an tinh thần mọi người, để mọi người yên tâm thôi. Đó, nếu sai thì ba chấm, nếu sai thì ba chấm, tức là nếu mà hình này nó không bật lên mà nó gãy 1.473 thì chúng ta phải hạ tỷ trọng để chúng ta sẽ canh bắt đáy lại ở những cái vùng hỗ trợ bên dưới ha mọi người. Rồi cái kịch bản thị trường thì nó cái khung H4 thì cũng không có gì nhiều để nói đó, hỗ trợ thì quanh vùng 1.443 và hỗ trợ bên dưới đây ha, những cái hỗ trợ tương đối là tốt. Ok, có bạn là bạn là Đào Duy Chiến, bạn Đào Duy Chiến hỏi trưa nay tưởng chỉnh mà không chỉnh đó, thì tưởng chỉnh mà không chỉnh là vì cái này này, vì mà vì vì anh vẽ cái này là chỉnh này, à, Chiến này, Đào Duy Chiến, vì anh vẽ cái hình này này đó. Thì ngày hôm qua mình vẫn nói là vẫn có trường hợp nó chỉnh về đây một lần nữa, cái cú rủ bỏ cuối đúng không, gần như là nếu mà thành công á thì đây sẽ gọi là một cái cú rủ bỏ cuối cùng trước khi nó đi lên ha, trước khi thị trường đi lên và vượt qua 1.500 đó, thì có thể hôm nay là cú rủ bỏ cuối cùng đấy. Vì vậy cho nên nó mới không chỉnh thôi, chứ còn nếu mà nó chỉnh thì nó là chỉnh rồi đó, vì cái lý do này thôi nha. Ok, thì qua khung daily. Khung daily thì mọi người thấy được là rõ ràng mức tâm lý lúc này nè. Rất nhiều người đang lo lắng ha, mức tâm lý là giảm xuống. Đấy, nó cũng giống giai đoạn này thôi. Khi mà người ta lo sợ thì tâm lý giảm xuống sâu. Giảm xuống sâu là thời điểm chúng ta phải ôm hàng. Chứ chúng ta không nên hoảng loạn giống như những người khác ha. Sống trên thị trường này á, là quan trọng nhất là khi người ta tham thì mình không được tham, mà khi người ta sợ, người ta hoảng sợ thì mình lại tham đó. Có nghĩa là tham thì ai cũng sẽ tham hết đúng không, con người chứ đâu phải thánh nhân đâu mà không có bị tham đó, ai cũng sẽ tham, nhưng mà chúng ta phải biết tham đúng lúc đúng chỗ mọi người nhé. Đó, những cái giai đoạn này anh em nhớ không? Thời điểm tháng 8, cuối tháng 8, đáy tháng 8 đó, ai cũng sợ là gãy qua 1.300 để thị trường đi bụi,
Lúc đó thì trên thị trường bao nhiêu người hô hào là về 1.000, 1.001 gì đó, gãy qua 1.002, về 1.002, về 1.001. Nhưng mà thời điểm đó là mình cho anh em bắt đáy đúng không, bắt đáy giai đoạn này, sau đó thì đi lên cho đến bây giờ, bắt đáy tháng 7, tháng 8, đáy tháng 9 thôi đó, ba cái đợt bắt đáy rất là chuẩn đó. Thì đợt này thì không có gọi là bắt đáy, nhưng mà đợt này thì chúng ta chưa có vấn đề gì để chúng ta phải bán, lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh. Người ta sợ người ta bán, nhưng mà chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn. Lúc mà nhiều người hoảng loạn nhất là lúc chúng ta cần phải bình tĩnh nhất ha. Đó, cần phải bình tĩnh nhất và lựa hàng ngon để mua. Chúng ta giai đoạn này thì lựa hàng ngon để mua thôi, đón đầu, mua theo một cái kiểu là mua đón đầu, hạn chế là mua đuổi ha. Cổ phiếu tăng nóng rồi, chạy rồi thì chúng ta không nên mua đuổi thôi. Đó. Còn cái việc mua đón đầu thì rất là tốt trong giai đoạn này mọi người nhé. Thanh khoản hôm nay là rất là thấp, chỉ số tâm lý xuống thấp giống như giai đoạn đáy tháng 8 rồi. Đó là rất là đẹp ha. Ok, đối với VN30 chúng ta thấy là vì sao VN30 ngày hôm nay kéo thị trường. Đấy, kéo thì cũng không phải là kéo quá nhiều, nhưng mà VN30 này nó cũng đang ở ngay một cái nền hỗ trợ tương đối chắc chắn. Đó, và quan trọng là VN30 nó đang quay lại, test lại đúng cái nền ha, cái nền nó cũng tạm cái nền trước đó. Đó, và vừa có nền vừa có hỗ trợ thì sẽ cố gắng trụ ở đây và chờ giai đoạn tới thì vượt qua cái đỉnh tháng 7 nha. Vượt qua đỉnh tháng 7. VN30 chưa vượt đỉnh mà, index thì vượt rồi, VN30 thì vẫn chưa vượt. Rồi ok. Thì chiến lược lúc này của mọi người thì vẫn là mua đón đầu những cái cổ phiếu đang nằm ở nền tích lũy tốt ha. Đang ở hỗ trợ an toàn, hạn chế là mua đuổi mua cao, hạn chế bắt đáy quá sớm đối với các cổ phiếu mà động cơ tăng nóng rất là nóng giai đoạn vừa rồi mà mới giảm có 1-2 cây thì chúng ta hạn chế bắt đáy nhé, để bắt đáy giai đoạn này bắt đầu từ giờ cho đến tầm giữa tháng 12 sẽ xuất hiện rất nhiều mô hình cây thông Noel nhé, mọi người cẩn trọng đó. Những cái cổ phiếu này thì là cổ phiếu tốt, nhưng mà tốt trong giai đoạn tăng giá thôi, còn đến đoạn này thì không phải là giai đoạn chúng ta nhảy vào bắt nha. Đấy, cây thông Noel là 1 2 3 4 5 5 phiên này, 5 phiên giảm sàn này ha. Đấy, những cái cổ phiếu này, IDI này, IDG này. Những cái cổ phiếu này thì cũng tương tự, mặc dù không có sàn trắng bên mua nhưng mà chúng ta thấy cũng tựa tựa như là mô hình cây thông Noel đúng không? Đấy. Đó thì anh em phải rất cảnh giác nha. Hạn chế là mua đuổi. Những cổ phiếu này đang tăng nhưng mà không nên mua đuổi. Không mua đuổi được. Bỏ thôi. Không có hàng thì bỏ. Đó, những cổ phiếu như thế này chưa tạo được nền thì chúng ta không nên bắt ha. Phải chờ nó tích lũy rất lâu. Còn không thì phải chờ nó về hỗ trợ rất sâu thì sẽ bắt nha. Ok. Thì khuyến nghị mọi người như thế. Còn lúc này thì chúng ta vẫn chờ một cái dòng dẫn xuất hiện mọi người nhé. Cái giai đoạn mà index này, ở giai đoạn này thì mình có nói là thị trường chờ một cái dòng dẫn đúng không, trong tháng cuối tháng 9 này, thị trường chờ dòng dẫn đó. Lúc này mặc dù bắt đáy tháng 8 thành công nhưng mà sau cái cú này thì ai cũng sợ là thị trường gãy một lần nữa đó, gãy 1.320. Thì mình có nói anh em là thị trường cần một cái dòng dẫn và phiên đó phải xuất hiện dòng dẫn chính là dòng dầu khí đúng không, thì anh em có thể coi lại là đúng phiên đó là dòng dầu khí bung nắp đó, đây dòng dầu khí bung nắp này, rất nhiều cổ phiếu dầu khí bung nắp này đó, đúng ngay phiên đó nha, VSR này. Đấy, khi mà thị trường cần thì nó xuất hiện một cú rút out và xác nhận là dòng dẫn của thị trường. Rồi ok, thì rất là kỹ cho thị trường này ha. Nói kỹ như vậy rồi thì mọi người cũng có thể yên tâm phần nào, cũng không cần phải quá lo lắng. Anh em nào thấy hay thì chiều nay mà thị trường ngóc đầu lên thì mọi người có thể gửi cho Tùng một ly cà phê nhé, ủng hộ tinh thần, can ngăn anh em bán kịp thời kịp lúc đó. Nhưng mà chờ chiều nay nha, chiều nay mà thị trường bung nóc được thì chúng ta hãy ăn mừng đó. Nếu mà ăn mừng thì gửi cho Tùng ly cà phê. Rồi ok, thì bây giờ sẽ trả lời câu hỏi cho anh em nhé. Minh Cao hỏi ARK.
ART thì mua chưa được nhá. À, nó đang lơ lửng này, khả năng điều chỉnh là có đó, khả năng điều chỉnh là có, cho nên chưa có mua được. Ít nhất là nó phải tích lũy được thì chúng ta mới mua sau. VNE cũng vậy nhé bạn, chờ tích lũy lại đó. Cổ phiếu này có nguy cơ điều chỉnh trong tuần sau á, có nguy cơ điều chỉnh đấy, khoan mua nhé. À, chờ về quanh giá 10, 10.5 gì đó chúng ta sẽ mua. Julie hỏi chiều dự của LSF. Anh em lưu ý là khi mà dòng ngân hàng mà là dòng dẫn á, giống như giai đoạn những cái phiên cách đây 1 tuần, 2 tuần á, thì là khi ngân hàng bung nóc thì những cái cổ phiếu đầu cơ nó sẽ có dấu hiệu chỉnh nha. Đấy. Chứ không phải ngân hàng bung nóc là cả thị trường nó sẽ lên hết đâu. Nó sẽ luân chuyển ha, có cổ phiếu lên thì sẽ có những cổ phiếu bị chỉnh đó, thì chúng ta hạn chế mua những cái cổ phiếu đây là cũng giữ được và gãy qua cái đáy này thì bán này 10 16.8 16.5, nếu mà gãy qua 16.5 thì bán, còn bây giờ thì giữ ha, bây giờ giữ tiếp. Rồi chị PT Kuzikan, chị đã like, cảm ơn chị nha, anh em nhớ like nha anh em ơi. Nguyễn Quang Hiển hỏi chiều dự của LPB. LPB thì dòng ngân hàng, ngân hàng thì giữ tiếp được, LP giữ tiếp được ha, nhưng mà cổ phiếu này thì gọi là yếu á, cổ phiếu này thì mình đánh giá là yếu nhất dòng ngân hàng. Nếu mà hôm nay mà nó vượt lên được 22 chấm trên 22.7 á thì giữ tiếp, mà khả năng mà nó giữ hoài không biết khi nào nó mới chạy. Yếu nhất dòng cổ phiếu này nó cũng giống như con SHB á, khi mà cả dòng ngân hàng chạy xong thì chắc là nó mới chạy. Thường hai con này nó là bộ đôi đi chung với nhau, chạy sau cùng. Nói chung giữ được thì kiên nhẫn giữ, nhưng mà nếu mà hôm nay đóng cửa dưới cái mốc là 22.3, nếu mà theo giá đóng cửa dưới cái mốc này thì cũng nên bán nha. VIX thì xong game rồi, cổ phiếu này game xong xuôi hết rồi, hàng cũng đã về rồi ha, quyền mua ưu đãi cũng về rồi, người dân chúng cũng đang kéo lên một cây để bán. Cổ phiếu này thì nếu mà nó gãy qua 33.3 thì phải bán hết nha, gãy qua cái mốc 33.3 thì nên bán hết. Bạn Dư hỏi KMR tăng được mấy phiên nữa. KMR thì vùng này là vùng đang là vùng tích lũy thôi, tiềm năng tăng giá còn tương đối tốt, dư địa còn lên được đến tầm trước mắt là về lại cái đỉnh cũ quanh 11.5 này, sau đó thì nó còn dư địa lên đến 14 là đó. Cổ phiếu này thì chưa có vấn đề gì, hôm qua tăng tốt hôm nay khả năng thì nó lại tạo một cái nền quanh đây rồi xong rồi nó lại đi tiếp thôi nha, cố gắng mua được giá tốt rồi thì có thể ôm kiên nhẫn chờ đợi. Trường Phạm hỏi HHV, HHV này anh muốn mua thì anh phải chờ nó về 24, 24, 24.2 nha thì mua được, về đó thì mua ok, không về thì thôi. LIG, LIG này rủi ro cao lắm anh nhé, không nên mua nhé, rủi ro cao lắm, cổ phiếu này không nên mua đâu. Nếu mà ổn đó, nó tích lũy thêm ít nhất 3 tuần nữa thì mua được, nó giữ được cái nền này 3 tuần nữa thì ok vào chơi, còn không giữ được thì thôi bỏ. BVS
BVS này thì anh có thể chờ này. Hôm nay dòng chứng khoán đang có dấu hiệu chỉnh. Đó thì chúng ta chờ, một là nó tích lũy lại, nó giữ được cái nền này chúng ta sẽ mua sau, không có vội ha. Trường hợp mà nó không giữ được cái nền này thì anh chờ nó về 38, 38, 382 cái vùng đó chúng ta sẽ mua nhé. Đó lúc này thì tạm thời là chưa nên mua. Hiền Hồ, Hiền Hồ chào, chào Hiền Hồ nha. 288 cm. Nhiều bán đất xanh. Con đất xanh này thì nên bán rồi, trong ngắn hạn thì nên bán rồi. Bán xong thì chúng ta sẽ xem xét mua lại ở đâu đó quanh vùng giá là 29.5 á, 29.5 đó. Cái vùng này là độ hưng phấn rất là cao ha. Những cái giai đoạn mà hưng phấn cao này, đất xanh thường nó có một cái cú điều chỉnh, anh em rất là nên cẩn trọng ha. Có hàng thì có thể canh bán được rồi. HAR, HAR target trung hạn. HAR thì bây giờ nó cần phải giữ được cái mốc 10 này. Nhưng mà nếu mà giữ mốc 10 này thì nó còn phải tích lũy còn tương đối lâu. Target trung hạn, target trung hạn thì tạm thời cái mốc 10 này là target của nó rồi, nó chạm rồi. Còn target dài hạn của con này thì có thể lên đến 19. Về view dài hạn nha, thì có thể lên đến 19. Nhưng mà nó vẫn có nguy cơ nhé. Khi mà nó lên được đến mốc 10 này mà nó trụ không được á, nó gãy qua 10 một lần nữa là phải bán ngay. Gãy qua 10 là bán ngay. Canh mua lại ở dưới giá 8 nha, lưu ý nha. Những cái phiên này nó gãy, nó đang cố níu, nhưng mà tuần tới mà nó gãy qua mốc 10 là phải bán ngay, chốt lời ngay. Về 8 mua lại. Rồi anh Đoan Võ hỏi chiều dự của Hút. Hút thì có chốt thì chốt phiên hôm qua, chứ còn hôm nay nó chỉnh cũng sâu rồi thì lúc này cũng không cần bán nữa. Hút mà nếu mà trường hợp nó gãy qua 16.8 thì anh bán nhá, hỗ trợ 16.8. Rồi nếu mà gãy thì bán, mua lại ở dưới 14. Bán 16.8 mua lại dưới 14. Còn chưa gãy thì cứ giữ thôi. AS thì nó đang ở cái nền này thì cũng lưu ý này, gãy qua 30 thì cũng phải bán. Gãy qua 30 thì nó sẽ có xu hướng quay về 25 nhá. Đó cho nên con AS này cũng phải rất cẩn trọng. Rất là cẩn trọng. Gãy 30 là bán. Bạn là Vũ Xuyên hỏi SHF. SHF thì có thể mở mua thăm dò nhé. Ở quanh cái giá là 49.3. Đấy. Chờ nó nhúng xuống đó 49.3 thì mua thăm dò. Nhưng mà cái điểm mua mà đẹp nhất thì nếu mà SHF nó về được 45 ấy, về 45 là anh em có thể mua rất mạnh ha. Cái vùng này thì nó cũng tăng nóng, từ dưới đáy đi lên thì nó cũng tăng một nhịp cỡ 45% rồi. Thì thấy không? Nó tăng rất là nóng rồi. Thì nó cần phải có những cái nhịp chỉnh chỉnh sâu nhé. Sâu. Thì về 45 thì chúng ta có thể mua lại được. Ở vùng này thì có thể mua thăm dò. HCM thì chưa nên mua, mà HCM thì sẽ chờ chờ ít nhất là nó về cái nền của nó ở đây nè, quanh giá 45 á, thì bắt đầu mở mua thăm dò được đó. Còn đẹp nhất của HCM thì là về 43, 43 là chuẩn đẹp luôn ha, chuẩn đẹp. Còn những cái vùng mua trước thì mọi người thấy cái những cái đồ thị này mình vẽ từ rất lâu đấy, là cho anh em mua những cái phiên này.
Phim này lợi nhuận rất khủng ha. Bây giờ đến giai đoạn chốt rồi thì chúng ta chờ những cái giá sâu để mua. Mấy phiên gần đây á, cái thanh khoản thị trường nó cũng nhỏ đi, thì đó là một trong những cái lý do mà ngày hôm nay dòng chứng khoán nó bị điều chỉnh ha. Đó, mọi người lưu ý thanh khoản nó bé, cứ khi nào thanh khoản bự thì dòng chứng khoán nó chạy, còn thanh khoản bé thì dòng chứng khoán sẽ bị chỉnh. Dòng này thì nó theo thị trường ha. Rồi, bất động sản con nào cũng tăng mà con Nam Tử Liêm không tăng. Không tăng thì đến từ từ sẽ đến lúc nó tăng thôi chị. Nhưng mà sao lại không tăng? Từ vùng đáy lên đến đây thì nó cũng đã tăng một đoạn rồi nè. Từ đáy lên đây nó là tăng đến cỡ hơn 10% rồi mà. Sao lại không tăng? Nếu mà không tăng là do chỉ mua ở những cái điểm gia tăng đây thôi chứ. Còn cái điểm bắt đáy thì đến bây giờ nó là 10% rồi. Những cái cổ phiếu như Nam Từ Liêm đó là cổ phiếu mang tính chất cơ bản ha. Cổ phiếu cơ bản thì nó sẽ lên nhẹ nhàng từ từ, chứ mọi người không có mong được là nó tăng sốc giống như dòng đầu cơ đó. Hoàng Hoàng, em xin chiều giữ dòng ngân hàng với em ta. Ngân hàng thì cứ giữ đi bạn. Ngân hàng nhiều mã lắm nhưng mà nó đang ở hỗ trợ hết rồi. Còn SSI thì lúc này thì SSI nó đang có một cái nền giá ở đây. Ha. Thì thực ra SSI thì mình nói rồi, những cái phiên trước anh em muốn bán thì phải bán 1/2 ở những cái vùng trước. Còn đến bây giờ nó là giảm mấy phiên rồi thì vùng này cũng không nên bán nữa. Mà nếu mà nó giảm sâu chúng ta lại bỏ thêm tiền vào mua thôi. Nếu nó là giảm 4 phiên nay rồi thì bây giờ bán nó cũng dở đi. Thì xem xét kỹ SSI thôi, nó còn một cái gap đây. Nếu mà nó không lấp gap thì chứng tỏ nó rất mạnh. Thì chúng ta chờ một cái phiên quay đầu á, thì chúng ta sẽ mua thêm được. Còn trường hợp mà nó lấp gap thì phải chờ nó giảm sâu hơn nữa ha. Về cái vùng 50 thì chúng ta sẽ mua mua thêm về con 50. Về 50 còn đẹp nhất là SSI nó về được 47 thì là nó đẹp nhất để mua. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp thị trường nó gọi là có dòng dẫn là dòng ngân hàng xuất hiện thì anh em thấy cứ những phiên nào ngân hàng mà bùng nổ thì là thanh khoản thị trường rất cao đó. Mà nếu mà thanh khoản thị trường cao thì dòng chứng khoán nó lại không có chỉnh được ha. Chỉ cần thanh khoản thị trường nó lên một phiên nó khoảng tầm trên 50.000 tỷ thì dòng chứng khoán nó lại bật bật tăng trở lại. Cho nên là đã giảm đến đây rồi thì rất là khó để bán nha, có thể giữ và có giảm thêm thì mua thêm thôi. Cứ đến đây bán thì bán xong chưa chắc nó là giảm thì bạn mua. Đó. Bán mà chúng ta phải bán dứt khoát những cái phiên đang ở vùng cao, nếu còn giảm mấy phiên rồi thì bán nó lại dở. Chị Trần Minh Hằng hỏi G36. G36 thì chưa mua được chị nhé. Cổ phiếu này thông báo ở đây anh em thấy từ đây lên đây là hơn 80% rồi. Thì bây giờ phải chờ nó một cái cú điều chỉnh tương đối ha. Chờ chị chờ nó về vùng giá 19 20 á thì chị mua được. Còn hạn chế mua ở đây. 19 20 nhá, càng gần 19 càng tốt. Nguyễn Minh Thiện hỏi với CG. Còn với CG này hỗ trợ là 48.5. Hỗ trợ là 48.5. Thì trường hợp mà gãy qua 48.5 thì anh bán. Anh bán nha. Gãy qua 48.5 thì anh bán và anh chờ mua lại ở vùng giá 46 ở dưới này.
Còn nếu mà cứ giữ được trên 48.5 thì anh cứ giữ. Tinh Hoàng hỏi chiều dự của STB. STB nó đang quay lại vùng hỗ trợ thôi. Ở đây nó có những cái hỗ trợ tốt ha, dày đặc. STB lúc này giữ được. ABB. ABB thì cổ phiếu này nó vẽ râu nến kinh quá. Kinh quá. Thực ra con này thì khả năng đi lên của nó thì vẫn còn có thể có, nếu mà nó tích được cái nền ở đây. Giống như giai đoạn này nó tạo được một cái nền này thì nó còn lên được nhịp nữa. Bây giờ mà nó trụ được vùng giá 22 thì nó lên được. Nhưng mà những cái con như này nó vẽ đến ghê quá thì tùy bạn bán cũng được, giữ cũng được nhé. Nếu mà giữ á thì khi mà gãy qua 21.5 thì nên bán hết. Chị Minh Phan hỏi Nam Từ Liêm mua 40.5. Mua 40.5 thì chị giữ được, nhưng mà chị mua hơi cao, chị mua hơi cao ha. Thì bây giờ nếu mà con này nó vẫn có xu hướng, có thể là nó còn chỉnh về vùng giá 39 đó, cho nên chị có hàng thì chị cứ giữ đi, về 39 thì chúng ta lại mua trung bình giá ha, có thể nó sẽ chỉnh về dưới 39 trung bình giá được. Nam Từ Liêm là cổ phiếu tốt cho nên có chỉnh thì cũng vẫn mua được, cũng không có vấn đề gì hết. Khả năng thì nó còn quay về nó test lại cái đáy nhá, đáy con 339. Quang Vũ hỏi HHV thì mình mới nói rồi bạn, HHV muốn mua thì phải chờ 24, chờ 24 nhé. Jun 93 chào áp nha, chào bạn nha. Trương Tùng Tùng hỏi IJC, IJC chiều mua. IJC thì chờ nó quay lại test cái đáy này 29.2, 29.4, cái vùng đó chúng ta mua được. Đó, nó về được test lại cái đáy đó là ok, là nhảy vào múc được. Nhưng mà con IJC này thì cũng là một cổ phiếu yếu nhá, giai đoạn trước thì cũng có tăng nhưng mà nó tăng chỉ được đâu đó là 20%, nó cũng không phải là cổ phiếu quá mạnh. Lộc NV ở ITA chưa giữ. ITA thì tạm thời giữ được nhưng mà cái nền của nó là 13. Nếu mà gãy qua 13 thì bán. Bán ha, bán luôn. Gãy qua 13 thì bán luôn. Thì lúc đó sẽ chờ mua lại ở đâu đó quanh cái vùng giá 10, 12, 12 cũng có thể mua thăm dò được nhưng mà nó không an toàn lắm. Thì có thể bán khi gãy 13 và mua lại 12. Mua một phần ở 12 thôi nhé. Còn nó vẫn có khả năng nó chỉnh về đến 11. Nói chung là cái vùng mua là từ 11 đến 12 thì ok. Phương Mai hỏi chiều mua của DDV. DDV đoạn này hết vị, không có gì thơm nữa. Nhưng mà con này thì có thể là chờ mua nếu mà nó chỉnh về vùng giá tầm 26.5, 268, 265 cho đến 268 thì chúng ta có thể mua được. Đó. Còn nếu mà nó không về đó thì chúng ta phải chờ nó tích lũy thêm một thời gian dài nữa. Ít nhất là 2 tuần chúng ta mới nên mua, 2 đến 3 tuần. Những cái cổ phiếu mà anh em thấy là nó tăng,
Ngày hôm trước này, nó tăng đến 180%, tính từ đáy này là phải 200%. Một cổ phiếu mà tăng 200% thì thời gian tích lũy của nó phải 2-3 tháng. Đây, giảm về từ tháng 9 đến giờ tháng 11 đúng không? Thì phải tầm tháng nữa, tích lũy thêm ít tháng nữa mới chạy được. Tăng 100% thì tích lũy khoảng tầm 2 tháng, tăng 200% thì tích lũy khoảng tầm 3-4 tháng mới chạy tiếp được. Có khi thời gian tích lũy còn 6 tháng. Cái dòng bất động sản anh em thấy nó tích lũy từ tháng 1 cho đến mãi tháng 8 nó mới chạy, đúng không? Mất 6-7 tháng. Đâu phải đơn giản là nó muốn chạy liền là chạy. Tại vì quan trọng nhất là mọi người thấy cái vùng dưới này thì không ai mua đâu, nhưng mà lên lên trên cao này, lúc đó báo chí rồi các đội nhóm bắt đầu đưa ra những cái tin như là về 100, con DDV này chủ tịch tuyên bố là về 100 này, các cái room đều hô là sẽ về 100 này đó, thì rất nhiều người mua ngay đỉnh này. Mua ngay đỉnh thì bây giờ có thể là trong khoảng 3 tháng thì họ vẫn chấp nhận là ôm, tại vì họ đang kỳ vọng là nó sẽ sớm tăng trở lại để họ bán hồi vốn đó. Cho nên nó không có tăng được đâu, nó phải kéo dài cả 4 5 tháng, 6 tháng, thậm chí là cả năm để cho những người này người ta phải phải chán đến cùng cực, đến lúc đó người ta bán ra hết thì nó mới chạy được ha. Phải chán lắm, chán đến cùng cực. Cho nên những cổ phiếu mà tăng đến 200% thì anh em không cần phải vội, để chờ nửa năm sau quay lại. Vội vàng làm gì rồi lại cứ nó lại cứ lình xình, nó không tăng không giảm thì mình cũng chán đúng MSB thì giữ được hỗ trợ này giữ nhé, 25.6. Gãy cái mốc đó thì bán thôi, không gãy thì giữ tiếp. VRE của anh Đỗ Đăng Ta. VRE thì vùng này ai mà thích thì có thể mua được VRE này. Mua ở vùng giá này là quanh 29 này. Những cái thời gian trên đây mình có nói mọi người là hai cách đúng không? Một là chờ nó về 29 thì mua. Còn cách thứ hai là nó phải vượt qua 31.7 thì mới mua. Đó là có hai cách. Thì bây giờ nó đang về đến 29 rồi này. Vùng này chúng ta có thể mua được, mua quanh giá 29 nha. Mua quanh giá 29 mà chờ một cái thời điểm nào đó thì nó chạy. Có thể là trong tuần sau thì VRE nó sẽ chạy. Anh em có thể mua được quanh 29. Nguyễn Anh Tuấn hỏi GVR. GVR mua được không hả? GVR thì nên chờ ha, chờ chờ thêm, chờ nó vượt được 38, nó vượt được 39 thì vào, cứ chờ thôi. Đây đang 38.5, chờ một phiên nào đó nó vượt được hẳn 39 thì vào, không cần vội ha. Thịnh Nguyễn hỏi chiều dẫn của IDG. IDG này phiên cách đây 5 phiên này, khi mà nó hồi lên này thì mình kêu anh em bán này. Đó, hôm đó mình còn lấy ví dụ, mình còn lấy ví dụ là ví dụ như phiên này nè, những cái lúc hồi lên là cơ hội để bán, phiên này nè, cơ hội hồi lên để bán này. Thì như hôm đó là mình có nói là tăng xanh lên là canh lo mà bán. Đấy, anh em không bán là nó cứ mỗi ngày nó lại sẹo một ít, theo chiến lược bò tùng sẹo ha, nó đang theo chiến lược và bò tùng sẹo. Con này khả năng nó còn rơi về đến 45, cho nên tranh thủ bán càng sớm càng tốt. Có những cái phiên tăng xanh như thế này thì lo mà bán sớm. Cổ phiếu này thì nó không có giảm sốc như là những cái cổ phiếu kia, như cổ phiếu SGF này nó sàn trắng bên mua ha.
có khả năng thì nó giảm không sốc như vậy, nhưng mà nó sẽ theo chiến lược là sẹo dần dần, sẹo từ từ, mỗi ngày sẹo một ít. Nói chung là nên bán, có thể là vài phiên tới nó mà có một nhịp đánh lên được quanh cái vùng giá 60 là cơ hội đẹp nhất để bán luôn. Bạn là thương đổ thương đổ hỏi VND, VCH, BID. VND thì cũng giao chứng khoán này. Đấy. VND mà chỉ bán khi nào nó gãy qua 74.8 nha. 74.8 thì bật bán và chờ mua lại ở vào vùng rất là sâu ở bên dưới này, 65.3. Sợ chứ đúng không? Sợ chứ. Thì nếu mà sợ thì bán trước đi. Đó. Nhưng mà đến những cái phiên như thế này mua lại này. Đó. Rồi, sau đó thì nó chạy. Đó. Sau đó thì nó chạy ha. Cho nên anh em mà về với đội của mình, anh em được mua những cổ phiếu dạng này nhiều lắm, rất là nhiều. Thay vì mọi người cứ hỏi nãy giờ có mấy người hỏi mua G36 ở trên đỉnh, thay vì mọi người mua ở dưới đây kiếm được bao nhiêu là tiền, mọi người phải liên hệ với mình nhé, liên hệ để về đội của mình thì hàng đẹp là không thiếu. Hàng đẹp là không thiếu, chứ mình thấy nhiều anh em mà cứ mua ở trên đỉnh không à. Mua những vùng dưới này vừa an toàn, đúng không? An toàn là rất an toàn. Và đến khi nó chạy, lợi nhuận biết bao nhiêu mà kể. Từ đúng cái phiên này lên đến đây. 100%. Từ 12 mà lên đến 24, 100%. Có thể là sẽ có những người bán ở đâu đó những phiên này, nhưng mà lợi nhuận nó cũng ít ra 70-80%, nắm đến giờ thì 100%. Đó. Ok, anh em thấy hay thì nhớ cho Tùng cái like nha mọi người, mới có 98 like à, anh em like thêm nha, like thêm là với lại anh em thấy hay thì gửi cho mình ly cà phê ủng hộ tinh thần đấy. Chiều nay thì nếu mà thị trường bung nóc được á, vượt qua được 1485, 1488 thì lúc đó tuần sau chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tốt. VIP lại bung nóc rồi nè. Đấy, hàng của Rung mình rồi nè, VIP này. VIP mà chạy là những cái ngân hàng khác sắp chạy nha, mọi người cứ yên tâm nắm giữ. Rồi, con đất xanh này đang tăng thì nó đang tăng là cơ hội để mọi người bán á, đối với con đất xanh nha, tăng là cơ hội bán á, tăng là giá tốt để rất là đẹp để bán. Ngân hàng bắt đầu tăng rồi đó. Nói chung thì đã nói rồi, hôm nay cần cái dòng dẫn. Chúng ta cần một cái dòng dẫn. Thị trường cần một cái dòng dẫn giống như tháng 8, thời gian tháng 9 nhé. Tháng 9 thì Tùng có nói dòng dầu khí phải dẫn, dẫn dắt thị trường đi lên. Thì hôm nay cũng vậy, cần một cái dòng, đó là dòng ngân hàng. Lúc này thì chỉ có ngân hàng đứng ra cứu thị trường được thôi. Ngân hàng mà không cứu thì thị trường nó cũng đi bụi.
quan vụ hỏi AMV. AMV thì mua mới à? Mua mới thì bạn có thể căn mua ở quan 14 á. Căn mua quan 14 nha. OCB. OCB thì mua cũng được, nhưng mà mua là đẹp nhất là cách đây 2 phiên khi mà nó về ngay 27. 27, còn bây giờ nó lơ lửng thì bây giờ thì thực ra không có đẹp để mua đâu, nó cần phải tích lũy lại cho nên là giờ thì cũng mua thì không đẹp nhá. Nhưng mà để mà về 27 thì bây giờ khả năng cao là rất là khó về, cho nên đối với OCB thì bạn có thể chờ nó vượt qua hẳn 28.9, thì nếu mà vẫn muốn mua cổ phiếu này thì cứ vượt qua 28.9 thì nhảy vào mua. Hoa Nguyễn hỏi chiều dựng qua BF. Con ABS này thì vùng này đang vùng tích lũy thôi, thực ra đến bây giờ chị không cần bán rồi. Bán ABS thì phải bán từ cái phiên này. Đấy, đúng cái phiên này là bán. Sau đó thì nó lình xình mất cả 2 tuần ha. Chúng ta mà ôm đến giờ thì lình xình 2 tuần. Bán lúc này thì cũng không cần thiết phải bán mà nó đang tích lũy. Thôi bây giờ chờ tích lũy thôi, nếu mà nó về được không cần phải bán mà nó về được 23.8 thì nhảy vào mua tiếp. Nhảy vào mua tiếp nhá. Không cần thiết phải bán tại vì không biết giá vốn chỉ nhiêu, mà nếu mà giá vốn thấp giống như cái những cái điểm mua mà mình báo anh em mua đợt trước á, thì con ABS này đã kiếm được hơn 30% này. Lên đây là mình cho anh em chốt rồi hơn 30%, thì bây giờ nếu mà giá vốn thấp này thì cứ ôm luôn đi, lỡ rồi thì ôm đi, mà về đến 27 23.8 thì lại múc thêm. Hoa Nguyễn hỏi SHS, SHS và CTS vào mã nào? À, CTS. Hai mã này thì nó giống nhau, nó giống nhau cả. Trong chứng khoán thì chị có thể chọn tùy mã nào cũng được. Giống như nhau luôn. Đấy, thì những cái vùng mà hôm nay nó chỉnh về đây thì có thể mua thăm dò này. Thể mua thăm dò. Đối với CTS thì thăm dò đây được. Và khi mà nó về được vùng giá 37 thì là cái điểm mua đẹp nhất của chúng ta mua gia tăng. Đó. Thì nếu mà mua thăm dò đây đối với CTS thì nó sẽ rủi ro cao hơn là SHF. SHF thì thăm dò quanh cái giá 49, 49 cho đến 49.5 thì thăm dò ok hơn, và nó gần hỗ trợ hơn, an toàn hơn. Mua thăm dò một phần thôi nhé. Còn SHF thì cũng về được 45 thì là cái điểm mua đẹp nhất. CTS mà về được 37 là điểm mua đẹp nhất. An Hy giúp em chịu dựng một lời IG. Lời IG này thì gãy qua 17 là bán nhá. Mất 17 là bán ngay. MBS, MBS thì dòng chính nói rồi, lúc này thì nó cũng giảm tương đối rồi. Thì bây giờ thì cũng bán hay không thì tùy bạn, nhưng mà nếu mà về được 38.4 thì mua. 38.4, 38.5 thì mua nhé. Đó. Còn bây giờ thực ra bạn hỏi bán thì những cái phiên trước giá cao thì bán mới ok. Còn bây giờ nó giảm rồi, đến ngay cái nền của nó là một. Thứ hai là nó cũng giảm 4 phiên rồi. Bây giờ bán thì cũng không có nên ha. Tùy thôi, nếu mà muốn bán thì bán.
nhưng mà về 38.4 thì mua vào. Lý do mình nói tùy á, dòng chứng khoán bây giờ mình nói tùy anh em á, là tại vì chưa biết là nó sau khi mình bán xong chưa biết được là nó có về được hay không. Hồi nãy mình giải thích rồi, giải thích cho anh em biết lý do rồi, là tại vì nếu mà thực sự đúng như cái kỳ vọng của mình á, là dòng ngân hàng nó sẽ dẫn dắt thị trường, thì lúc đó là ngân hàng mà chạy á, thì thị trường thanh khoản nó lại rất là cao. Thì nếu mà thanh khoản cao như vậy á, thì những cái dòng cổ phiếu chứng khoán này nó lại không có giảm sâu đâu, trừ khi mà thị trường gãy thì dòng chứng khoán nó mới giảm sâu thôi. Tổ vận hành hỏi tiêu dựng cổ phiếu LDG. LDG này cái mốc của nó là 13 nha, gãy qua 13 thì bạn bán hết, bán hết. Cổ phiếu này cũng có nguy cơ là sang tuần sau nó sẽ trên con đường quay về cái vùng giá 10.6 á, 10.6 cho đến 11 cái vùng đó. Nguyễn Tiến Tuân hỏi MVC chủ dự MVC. Rồi, MVC thì hỗ trợ ngay 14.1, gãy mốc này thì bán ngay. Gãy 14.1 thì bán ngay. Chờ mua lại, sẽ chờ mua lại đâu đó quanh 13 ha. Nhưng mà cái vùng 13 này cũng chưa an toàn đâu. Thì cứ gãy 14 mà bán trước đi. Xong rồi khi nào về đến quanh 13 chúng ta sẽ xem xét lại, chúng ta tính sau nhé. Với lại cổ phiếu này là một cái cổ phiếu mà không có thanh khoản, tương đối là xấu. Những cái cổ phiếu không có thanh khoản thì không nên chơi. Trang Trần hỏi chiều mua của FBS. FBS thì sáng nay mình có báo anh em trong room là có thể bắt bắt đáy FBS ở quanh vùng giá 18.3 cho đến 19 đó, cái vùng đó. Thì sáng nay nó về được 18.7 thì có thể mọi người bắt được một ít rồi. Giá đẹp nhất thì là quanh 18.3, giá càng thấp là càng đẹp. ORS, ORS thì hôm nay đang tạm thời là phá hỗ trợ thì khoan hãy bắt ha. Cổ phiếu này thì nên chờ. Nếu mà nó giữ được 29.6 trong những phiên tới thì chúng ta bắt sau. Hôm nay thì chưa có đẹp để bắt nha. Chờ đã. Nguyễn Thu Hiền hỏi ORS. Đấy, ORS mới nói. Giữ thì tạm thời giữ được. Nếu mà ngày mai mà nó vượt lên được trên 29.6 thì chúng ta lại giữ tiếp. Còn mai mà nó vẫn đóng cửa dưới 29.6 thì bạn bán nhá. Bán. Mua thì chưa nên mua, mới nói xong liền. Anthony Trần hỏi DBC có mua vào không? DBC chưa mua nhá. DVC phải chờ nó về lắp ráp này, chờ về đi, về tầm 68 thì mua. DVC là phải chờ. Vũ Vân Đông hỏi SHF giữ được không? SS hồi nãy mình cũng nói rồi, cái vùng này thì bắt đầu là có thể mua thăm dò, cho nên tạm thời là giữ ha. Chừng nào mà nó xác nhận là gãy qua cái mốc 49.3 thì bán và canh mua lại ở dưới 45.3. Từ 49 mà về đến 45 là được 4 giá ha, 4 giá.
cho nên gãy 49.3 thì bán. Còn vùng này thì tạm thời là chưa nên bán. Thực ra cái phiên của SHS thì trong room mình có một số anh chị mua, thì cái phiên trước mình có nói này, gãy qua cái mốc này thì bán này, đúng cái phiên này là mình có nói mọi người là bán. Chứ còn hôm nay thì nó cũng giảm đến, hai phiên nay nó giảm đến gần 6% rồi, chúng ta không nên bán rồi. HND họ target của VGC. VGC lúc này rủi ro hơi cao đó em nhé. Con VGC này mà nếu mà đóng cửa dưới mốc 550 á, dưới mốc 50 á thì em phải bán ngay á. Nó gãy 50 là phải bán ngay, nó sẽ quay về đến 43 44 á nha. Đó, lưu ý cái mốc đó. Còn target thì trước mắt thì target nó chỉ đâu đó quanh quẩn cái vùng khoảng tầm 60 thôi. Ở vùng 60 target nó cũng không cao mấy đâu. Nhưng mà gãy 50 là phải bán ngay nhé. HDG. Target HDG. Bảy mươi tám, bảy mươi chín, target là 79. Rồi. 79 80 gì đó. Giang hồi đấy đẹp. DSS mà em muốn mua em chờ mua ở quanh cái giá 32.5 á, chỉnh về đó thì mua. Target thì vẫn là 40 ha, mà nếu mà chỉnh về được thì mua đẹp. Linh Nguyễn hỏi TSC. TSC thì nó cũng đang đến cái vùng nguy hiểm rồi đó. TSC là nguy hiểm rồi đấy. TSC thì bây giờ gãy cái mốc là 16.6 là phải bán ngay, auto bán nhá. Gãy ngay 16.6 là bán ngay lập tức. Quay về 13 14 đấy.
Bạn là Ponypet mới gửi anh Tùng cà phê. Cảm ơn bạn nha. Rồi, Tùng nhận được cà phê của bạn rồi. Rồi, cảm ơn Ponypet nhiều nha. Ủa, Thảo Cun cũng gửi cà phê cho mình. Thảo Cun. À, Thảo Cun gửi qua Momo. Cun gửi qua Momo. Rồi, cảm ơn Thảo Cun nha. Cảm ơn Thảo Cun nhiều nè. Cảm ơn hai bạn Cun Pet và Thảo Cun này. Giang NB giúp em TVB. Em TVB. TVB thì tạm thời nó cũng đang phá vỡ hỗ trợ ha. Hỗ trợ là 26.4 thì tạm thời nó đang hơi xấu. Bạn là không biết là họ giúp là giúp em mua giá 28.9 mua hơi cao. Thì bạn sẽ theo dõi nốt phiên ngày hôm nay và ngày mai, mà nó vượt lên được 26.5 trở lại á thì ok giữ tiếp. Đó mà nó không vượt được thì chúng ta bán ha. Bán. Tại trường hợp mà nó gãy hỗ trợ này thì khả năng cao nó còn về đến 22, 22. Thì theo dõi nốt phiên hôm nay và ngày mai cứ giữ trên 26.5 thì giữ được, chờ một cái nhịp hồi lên thì thoát nha. Duy Nguyễn hỏi CRE. CRE thì ok vẫn còn giữ hàng được bạn. Cổ phiếu này có thể giữ thêm tầm 3-4 phiên nữa rồi chúng ta sẽ bán sau ha. Trước mắt thì giữ được. Nếu mà trường hợp con này mà nó gãy qua cái mốc 32.55 thì bán. 32.55 nó gãy qua mốc đó thì bán. Còn không gãy thì giữ thêm 4 phiên nữa rồi hãy bán nha. Hợp già hỏi biết ai, hả? À, biết ai thì hơi xấu này. Biết ai muốn mua đúng không? Muốn mua thì bạn chờ 40 nha. Về 40, 40 thì mua. Biết ai xấu rồi đó. Chị Hoa Nguyễn hỏi ba con A. Ba con A thì cái mốc 17.2 á chị, nếu mà gãy mốc này thì chị bán. Gãy thì chị bán mà không gãy chị giữ. Nguyễn Việt Chiến hỏi NBB. BB thì chiều dự của nó là 38.8. Đó. Gãy mốc này thì bắt bán nha. Bán. Gãy 38.8 thì nó sẽ có nguy cơ nó quay về 35 36. Giang Giang mọi người gửi cà phê chắc đầu xuôi đuôi lọt.
Chắc chiều nay chốt phiên 1.485. Lúc này đang rất là mong thị trường nó lên được 1.485. Trường lúc này nhìn cái lực nó hơi yếu, rõ ràng là phải cần có dòng dẫn, còn không có dòng dẫn là không thể lên được. Vương Phạm hỏi về CG 49.7. CG 49.7. Bạn mua hơi cao á. Con này thì hỗ trợ 48 thôi, nếu mà gãy 48 thì nên bán. Gãy 48 thì nên bán nha. Gãy 48 thì bạn nên bán và canh mua lại dưới 46. CG hơi xấu. Đến thời điểm này thị trường vẫn đang xấu mà cái dòng
ngân hàng thì vẫn chưa thấy tín hiệu gì gọi là đẹp, chưa thấy tín hiệu gì gọi là nhô lên kéo thị trường, chỉ có một số cổ phiếu là tăng xanh. Nguyễn Tuấn Anh hỏi chiều mua TDC. TDC thì lúc này khoan hãy mua nhé, mà chờ về hẳn 25. Chờ về 25 luôn. Chứ còn không nên mua lúc này. VLP mua mới. VLP của Thắng Nguyễn thì chưa mua, cổ phiếu này chưa mua được đâu bạn ơi. Mua lúc này rủi ro cao lắm. Chị Mai Tuyết hỏi BVF. Mua 39.5, 39.5 thì hơi cao. Cổ phiếu này thì nó có hỗ trợ 38 nha chị nhá. Nếu mà gãy qua 38.1 thì chị bán thôi. Còn giữ được cái đó thì giữ tiếp. Trực tiếp được. Thị trường đang quay lại đe dọa mốc 1473. Đôi lúc những cái thời điểm như thế này chúng ta thấy áp lực tâm lý đúng không mọi người? Rất là áp lực. Cho nên mua đúng cái điểm mua an toàn mà còn áp lực nữa. Thì ai mà mua sai thì rất là
rất là nóng ha, rất là nóng. Mua sai, chỉ cần mua sai cái là những cái thời điểm như này là sốt ruột như là ngồi trên đống lửa. Dinh hỏi AMD chiều bán. AMD thì khả năng cao vùng này cũng tích lũy thôi. Thực ra thì bán thì nếu mà nó gãy qua 6.3, 6.35 á thì bạn có thể hạ một phần tỷ trọng ha. Hạ một phần tỷ trọng. Còn nó gãy qua 6.3 thì mới bán hết nha. Vùng này khả năng cao là vùng tích lũy. Cái mốc 1.1473 đúng là giằng co kinh điển mọi người. Giằng co ha. Để coi hôm nay tội đồ của thị trường lúc này là những ông nào. Hòa Phát cũng đang quay lại tham chiếu. Tội đồ hiện tại là đang là ông Novaland. Novaland sau những cái phiên tăng hôm trước thì hôm nay điều chỉnh là bình thường mọi người nhé. Tăng xong thì điều chỉnh là bình thường. Hải Tú hỏi S99 à, chị Hải Tú S99 S99 mua hả? Ok, nếu mà muốn mua thì chị mua một phần ở đây thôi à, giá quanh 23 này mua được, nhưng mà mua một phần thôi nhá à, nó vẫn có khả năng là nhúng xuống 21.6 thì trước mắt mua khoảng 1/3, 1/2 thôi.
Tuấn Anh Nguyễn hỏi SBS. SBS thì vùng này đến vùng gần đến vùng mua rồi, không phải là vùng bán rồi nhá, giữ được. CNG. CNG thì xấu rồi đó. CNG thì cái mốc là 30.30, cái mốc là 30, nếu mà gãy 30 là phải bán ngay. Cổ phiếu này rất là xấu, gãy 30 là rất là xấu. Nó khả năng nó còn về gãy 30 thì có thể nó còn nhún về đến tầm 28.7. Quanh 28.7 có thể nó là đáy trung hạn của nó nha. Mà biết đâu nó còn nhún sâu hơn rồi sau đó nó mới bật trở lại. Thì phải rất là cẩn trọng cổ phiếu này. Gãy 30 thì có thể hạ tỷ trọng và mua lại ở vùng giá 28. 28, 28.7 gì đó. Hoàng Hoàng hỏi em về đâu? Đạm Phú Mỹ. Con Đạm Phú Mỹ này anh em cứ đưa cái câu chuyện FA ra để nói chuyện trong giai đoạn này. Thì mình đã cảnh báo rất nhiều phải không? Hôm trước thì mình có nói anh em là phải lên gần đỉnh là phải bán ngay, tại vì sắp tới tuần sau nó xuất hiện cắt sàn mà nó đã tăng rất nóng rồi, anh em còn nhảy vào đu thì kinh quá. Nói chung là con này nó mà gãy dưới 48.9 thì thôi nên bán nha, nên bán. Hôm nay mà đóng cửa dưới cái mốc đó thì ngày mai nên canh bán. Trường thế giới lúc này xanh miên man, đâu có cái gì xấu đâu. Việt Nam ngày hôm nay lại, mấy hôm trước người ta xấu thì mình lại không có xấu, hôm nay người ta đẹp thì mình lại đi xấu. Thấy Việt Nam chán không nghe.
Nguyễn Luli hỏi SCR. SCR. Chiều mua. SCR thì không mua nhé em nhé. Đoạn này không có mua. Không mua được đâu. Khánh Phạm hỏi PCI. PCI thì phải chờ về 22.4 mới mua được. Về 22.4 nhá. Võ Phước Hòa hỏi SBB. SBB. SBB chưa mua được bạn nhá. SBB chờ nó tích lũy rồi. HVH. HVH thì những cái vùng mua nó cũng qua rồi, những cái vùng quanh giá 12. À, bây giờ cũng phải chờ nó tích lũy lại. VH chờ tích lũy lại. VCC thì chỉ bán khi nào nó gãy qua 26 thôi. Gãy 26 mới bán. Hoàng Minh Chi hoặc BMS. BMS. BMS thì đang giữ được. Cổ phiếu này, cổ phiếu này BMF thì là nó chỉ khi nào nó gãy qua 24.6 thì mới bán nha. 24.6 thì mới bán. À, bạn là 460 Hương Định phải HID chủ bán. HID thì nó gãy qua vùng giá 11 thì bạn bán nha. Bây giờ đang neo ở trên đây thì tạm thời chưa bán, nhưng mà gãy 11 thì có thể là bán. 11 thì nên bán. Hoàng Hoàng, em thấy bảo lãi Việt Nam đánh ngược thế giới. Thì cái này nó cũng là một thuyết âm mưu. Lãi Việt Nam đánh ngược thế giới thì cũng là một thuyết âm mưu, nhưng mà bây giờ mà gãy thì nó hơi xấu. Xấu. Xấu như toàn thị trường. Gói kích thích kinh tế cũng sắp ra rồi. Nói chung là sắp tới có rất nhiều tin tốt. Mà hôm nay mà để gãy thì nó hơi xấu. Linh Trung Kiên biến thể xuất hiện ở Đông Nam Á. Biến thể xuất hiện ở Sinh. Thực ra cái này giống như kiểu là tát nước theo mưa thôi, chứ còn thật sự gọi là biến thể thì chúng ta thấy là thế giới họ cũng chưa có vấn đề gì, tại sao Đông Nam Á lại sợ đúng không? Với câu chuyện liên quan đến vaccine này thì đã nói rất nhiều lần, nói đi nói lại.
Vương phạm Mỹ nó 3 ca nó vẫn xanh. Singapore 2 ca, cả Đông Nam Á vẫn xanh. Có mỗi ông index lăn quay ra đúng không? Đúng rồi đấy, cái gì đâu mà. Nói chung thì chúng ta trải qua 2 năm chống dịch rồi, bây giờ là phải do cái ý thức của người dân chúng ta thôi ha. Chứ còn biến thể này biến thể kia, không có biến thể mà không có ý thức thì vẫn lây những cái biến thể cũ thôi. Không không có biến thể mới, biến thể cũ mà lây thì cũng mệt. Rồi gần 2 giờ thì trả lời nốt trình TVC chiều mua. TVC chiều mua thì bạn có thể mua thăm dò ở vùng giá 20 nhé, về đến 20 mua được. Rồi QTP, QTP muốn mua thì canh mua ở quanh 16.7, canh mua quanh 16.7. LCG, LCG thì chưa mua được, LCG thì phải chờ nó về ít nhất là vùng 20, 19.9, 20. Nó về đó thì mở mua được, nhưng mà cũng mua thăm dò thôi. Nhưng còn là an toàn nhất thì phải là quanh 18.3 cơ. Đó, thì mới an toàn. Ngô Chí Trung hỏi ABC mua được không? ABC này chưa nhé bạn nhé, ABC này phải chờ nó mà về 13.3 thì bạn mua được. Nếu mà về 13.3, cổ phiếu này cũng lên sân khó lên lắm, thanh khoản bèo. Nói chung là những con như thế này thì không nên mua ha, thanh khoản không có. Lúc này thị trường là do Novaland thôi, một mình ông Novaland là giảm đến 1,16 điểm thôi. Quan trọng Novaland phải kéo lên để thị trường đi lên. Novaland mà ông chịu kéo thì cũng mệt. Rồi không biết là 2 giờ thì bộ đội có về làng không mọi người? Kỳ vọng là bộ đội về làng ha. Đây là chú Châu Lê nói đến Bitcoin thì mình mới nhớ con ADA lại mình nói mọi người. Hôm nay thì hôm trước có một số anh em chuyên chơi coin thì có báo mọi người mua ở ở cái vùng 1.5.5 quanh 1.5 thì nó nhúng về đến 1, nó nhúng về sâu nhất là 1.4 đó, nhưng mà cái vùng mua thì quanh 1.5 là ok. Nay nó cũng lên được chút. Ok mọi người, thì hôm nay chúng ta nghỉ đây nha mọi người nhé. Thị trường nó đang mất 1473 rồi, chắc là chúng ta phải xem xét hạ tỷ trọng đó. Những cái cổ phiếu nào tăng nóng quá rồi mọi người xem xét hạ tỷ trọng nha. Thị trường nó đang mất 1473 đó. Rồi Tùng xin phép off hôm nay ở đây nhé mọi người nhé. Lúc này chúng ta hạn chế mua mà chờ thị trường, nếu mà điều chỉnh thật là sâu chúng ta mới mua nhé. Bây giờ tạm thời hạn chế mua quá vội. Rồi ok, thì xin phép mọi người là off ở đây. Chúc anh chị em có một cái cuối tuần vui vẻ ha. Hy vọng là tí nữa bộ đội sẽ về, quay bộ đội sẽ về làng để cứu thị trường quay lên trên 1473.